nhìn lại vào trong cái yêu cầu cần đạt như vừa rồi chúng ta tìm hiểu. Phần này thì An với cả là Thái Anh đến muộn hơn thì chưa kịp nhìn thấy, thì các em có thể là theo dõi trong sách giáo khoa. Nhìn lại cái yêu cầu cần đạt đối với phần mở bài, mình có yêu cầu về nội dung là gì ạ? Mở bài nêu vấn đề, phải nêu được đúng không ạ? Nêu được vấn đề. Thế còn yêu cầu về mặt hình thức thì mở bài chúng mình sẽ viết bằng một đoạn văn, đúng không? Nào, trước tiên mình tìm hiểu, nhớ lại cái yêu cầu của cái phần mở bài này. Yêu cầu về hình thức là mình sẽ viết bằng một đoạn văn ngắn. Như thế nào là ngắn? Thì đoạn văn này nó dao động trên dưới 10 dòng, đúng không ạ? 10 dòng là cũng đã khá dài rồi đấy. Dung lượng bài viết của chúng mình chỉ có khoảng 600 chữ, là khoảng 2 trang. 10 dòng thì nó cũng rơi vào 1/3 trang đến nơi rồi. Thế nên là mình viết làm sao trong khoảng 10 dòng thôi nha. Ít hơn được thì càng tốt. Tiếp tục, yêu cầu thứ hai là yêu cầu về mặt nội dung. Thì yêu cầu lớn nhất của phần mở bài là mình phải nêu được vấn đề. Thế nhưng nếu như chỉ nêu vấn đề thì mở bài của chúng mình là mở bài trực tiếp đấy. Và đó không phải là cách duy nhất. Chúng ta hướng tới những cái mở bài mà đặc sắc hơn một chút thì chúng mình sẽ có mở bài, sẽ có cái phần dẫn dắt. Trước khi nêu vấn đề thì mình sẽ cần dẫn dắt một chút. Đó, thì đây là yêu cầu đối với phần mở bài. Nhưng hãy nhớ, yêu cầu quan trọng nhất là nêu vấn đề. Còn phần dẫn dắt này không bắt buộc nha. Trong trường hợp đi thi, nếu như chúng ta không có nhiều thời gian thì cứ viết mở bài trực tiếp luôn đúng chị. Đấy, được chưa? Là nêu luôn vấn đề này gọi là gì. Vậy bây giờ mình sẽ đi vào ý tưởng để chúng mình viết nhá. Ý tưởng này. Trong hai cái yêu cầu này, dẫn dắt và nêu vấn đề, thì cái khó là ý tưởng để dẫn dắt. Nên bây giờ chúng mình sẽ tập trung vào việc là khai thác các ý tưởng để giúp chúng ta có thể dẫn dắt được. Các em thường viết mở bài nghị luận xã hội từ những ý tưởng nào? Từ những ý tưởng nào ạ? Dẫn dắt từ ý tưởng gì? Từ một trích dẫn. À, từ một trích dẫn. Cái này các em đừng đi vội nhá, chỉ liệt kê ra đây thôi. Từ một trích dẫn này. Trích dẫn này thì bao gồm tất cả ở đây là những câu nói, những lời phát biểu, câu thơ, bài hát. Chúng ta gọi chung là trích dẫn hết nhá. Rồi, còn cách nào nữa không? Kể một câu chuyện. Kể một câu chuyện ngắn ở đây. Câu chuyện này có thể là câu chuyện giả tưởng, cũng có thể là câu chuyện từ chính trải nghiệm thực tế của chúng ta, có liên quan đến vấn đề. Còn cách nào nữa không ạ? Nhìn lại tất cả những lần mà các em đã viết thôi. Đây, từ cuộc sống, từ trải nghiệm cá nhân, đúng không? Thì chị sẽ gộp vào đây nhá, từ câu chuyện, từ trải nghiệm cá nhân này. Kiểu như là trong cuộc sống đấy, đúng không? Chị ơi, cho em hỏi một cái đoạn như này, em không biết nó gọi là gì. Em lấy cái em nói là cuộc sống của con người như một hình ảnh. Đấy chính là cách đi từ hình ảnh, đúng không ạ? Chúng mình ví von, chúng mình dùng biện pháp so sánh để thiết lập, mở ra các cái hình ảnh liên quan tới vấn đề nghị luận. Đó. Thì đây là ba cách phổ biến nhất. Bên cạnh đó, chúng ta còn có cái cách đi từ số liệu. Đi từ một cái bằng chứng. Một cái bằng chứng nào đó nó thật là đặc biệt mà liên quan đến vấn đề. Và sau đó mình đi vào vấn đề. Nhưng cách này nó không phổ biến bởi vì là số liệu thì nó yêu cầu cái sự chính xác. Chúng mình phải nhớ được chính xác cơ. Nên bây giờ chúng mình sẽ học cái cách viết theo ba cái ý tưởng này nhá. Đi lần lượt theo từng ý tưởng. Nào, bây giờ chúng mình sẽ có ý tưởng thứ nhất, đi từ trích dẫn ạ. Ý tưởng thứ nhất, đi từ trích dẫn. Đi từ trích dẫn thì cái trình tự viết ở đây rất dễ để hình dung thôi. Trình tự viết của chúng ta đầu tiên là trích cái trích dẫn đấy ra, đúng không? Tốt nhất là chúng ta nên trích một cách trực tiếp cái trích dẫn đấy ra, thay vì việc là chúng mình chỉ nhớ mang máng và trích đại ý. Thì để thuyết phục ngay từ đầu, chúng ta nên trích được toàn bộ, trích trực tiếp và đặt cái trích dẫn đó vào trong một kết. Sau đó
là chúng mình sẽ có từ khoảng 2 đến 3 câu, tại từ 1 đến 3 câu để chúng mình dẫn dắt. Bằng cách là khái quát lại ý nghĩa của trích dẫn và dần dần tạo ra cái móc nối để nêu ra vấn đề. Cuối cùng là chúng mình sẽ nêu vấn đề. Cái yêu cầu khó khăn nhất của cách này đấy là mình phải nhớ được trích dẫn, đúng không? Và thứ hai là biết cách dẫn dắt để làm sao nó không bị lủng củng, nó tập trung vào vấn đề. Thế thì bây giờ chị gợi ý cho chúng mình hai cái trích dẫn mà dùng được cho tất cả các vấn đề liên quan đến tuổi trẻ nhé. Em ghi sang cái cột viết như thế nào, em viết thẳng hàng sang luôn nhá. Nhưng tại vì bảng này chị hết chỗ nên chị mới phóng cái mũi tên lên trên này. Còn các bạn cứ viết thẳng hàng sang luôn. Thì gợi ý về trích dẫn cho chúng mình nhá, có nhiều lắm. Và trong quá trình mà chúng mình học trong năm lớp 12 này, hay là trong quá trình các em đọc sách, các em lướt mạng xã hội, sẽ bắt gặp những cái ý kiến, những cái câu nói hay liên quan đến tuổi trẻ. Các bạn đừng quên sưu tầm nó lại nha. Nhưng tiêu chí của chúng mình là làm sao trích dẫn đó ngắn gọn, dễ nhớ, nhưng cũng phải hay nữa. Chứ không nên là những cái trích dẫn thứ nhất là đến từ những cái người chúng ta còn không biết đến tên tuổi của họ. Đó. Cái thứ hai là trích dẫn mà nó cũng không có gì đặc biệt, nó cũng không khác gì lời ăn tiếng nói hàng ngày của chúng ta, đúng không? Thì chúng mình hạn chế những cái trích dẫn đấy để tránh việc là đặt ra gánh nặng cho bản thân là bài học được nhiều. Và chúng ta hãy hướng tới chọn lọc những cái trích dẫn này ngắn gọn, dễ nhớ, cô đọng, có cách diễn đạt ấn tượng, hoặc là được phát biểu từ người thật nổi tiếng, nhắc đến ai cũng biết. Ví dụ, có một câu nói của Bác Hồ, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến tuổi trẻ, đó là: một năm khởi đầu từ mùa xuân, khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Được chưa? Rất dễ nhớ nhá, rất dễ nhớ. Mà lại còn được phát biểu bởi một người mà ai cũng biết. Đó là trích dẫn đầu tiên mà chị nghĩ là các em nên ghi nhớ. Không dùng trong mở bài thì dùng trong những cái phần khác của bài. Bởi vì vấn đề liên quan đến tuổi trẻ của chúng mình phổ biến lắm, có rất nhiều những vấn đề. Trích dẫn thứ hai sẽ là một cái trích dẫn trong một bài thơ của Xuân Quỳnh. Sẽ không phải là một trích dẫn trực tiếp về tuổi trẻ, nhưng sẽ là những cái câu thơ viết về cái dòng chảy vô tận của thời gian, cái dòng chảy vô thủy vô chung của thời gian. Mà nói về tuổi trẻ thì có một cái vấn đề rất là gần gũi, đấy là cái sự chảy trôi của thời gian. Tuổi trẻ đối với mỗi người không phải là vĩnh viễn đó. Nên chúng ta cũng có thể ghi nhớ thêm những câu thơ của tác giả Xuân Quỳnh nhé. Đó là: thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi. Được chưa? Nhá, tạm thời gợi ý cho chúng mình hai cái trích dẫn rất đơn giản như thế này, để các em thêm vào kho tàng dẫn chứng của bản thân sử dụng khi mà mình cần thiết nhé. Đó mới chỉ là trích dẫn thôi. Và sau đó bây giờ chúng mình sẽ cần những cái câu để dẫn dắt, đúng không? Đầu tiên là mình có trích dẫn rồi, bây giờ mình cần câu văn để dẫn dắt. Thì cái này nó sẽ rất là linh hoạt. Thay vì việc là chúng mình ép buộc cố định những cái câu văn mà bài nào mình cũng biết như thế, thì chị nghĩ là các em hãy nắm được cái bản chất, gọi là nắm được cái chìa khóa đi, thì nhận định nào hay là vấn đề nào các bạn cũng có thể dẫn dắt được. Mẹo ở đây đó là trong vòng 1 đến 3 câu làm sao em khái quát được, khái quát ý nghĩa của nhận định
chỉ ra cái sự liên quan với vấn đề nghị luận. Để chỉ ra sự liên quan với vấn đề nghị luận. Và hãy sử dụng phép lặp nhá, hãy sử dụng phép lặp kết hợp với các cái phép liên kết khác để mình vừa khái quát được ý nghĩa của nhận định và vừa nêu ra được sự liên quan với vấn đề nghị luận. Đây, bây giờ chị lấy ví dụ, các bạn có thể quan sát ở trên màn hình nhé. Ví dụ với cái đề bài bàn luận về tuổi trẻ và ước mơ, thì mình xác định được vấn đề nghị luận là tuổi trẻ và ước mơ, hay nói cách khác là ước mơ có vai trò quan trọng đối với tuổi trẻ. Thì đây sẽ là một cái phần ví dụ viết mở bài sử dụng câu thơ của Xuân Quỳnh. Các bạn quan sát vào đây nhé. Tôi vẫn còn nhớ nhà thơ Xuân Quỳnh đã từng mộc bạch: thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi. Đó là cái bước trích nhận định nhá, được chưa? Bây giờ bước tiếp theo là mình sẽ có cái sự kết nối khái quát lại ý nghĩa của nhận định và nêu ra vấn đề này. Có người cho rằng thời gian, tuổi trẻ, mơ ước là những tài sản quý giá nhất của con người. Ở vào độ tuổi tươi trẻ nhất, khi quỹ thời gian vẫn còn ngày rộng tháng dài, được làm điều mình mong ước, đấy chính là hạnh phúc. Nhiều đôi khi, hạnh phúc của đời người không phải là sự hội tụ của cả ba yếu tố trên. Hạnh phúc thực thụ nằm ở việc bạn theo đuổi ước mơ dù ở độ tuổi nào. Rồi chúng mình nêu ra cái nhận định trong đề bài nhé. Ở đây, đề bài mặc dù mình xác định vấn đề nghị luận là ước mơ của tuổi trẻ, nhưng mình cũng cần phải dẫn ra cái nhận định này. Bởi vì cái nhận định trong đề bài nó là yếu tố dẫn dắt để ta xác định được vấn đề mà. Nên mình vẫn sẽ phải trích ra cái nhận định đó. Thế thì bây giờ quan sát vào nhé, em quan sát vào những cái câu mà chị in đậm này. Ở đây, người viết đã sử dụng phép lặp, lặp từ thời gian. Được không ạ? Đó, để tạo ra một cái trục nội dung trong tất cả những cái câu văn này là cái trục về thời gian. Bởi vì ý nghĩa của ba cái câu thơ này của Xuân Quỳnh là nhấn mạnh về cái sự chảy trôi của thời gian mà. Đúng không? So sánh thời gian như là gió. Và đi cùng với thời gian sẽ là những cái mùa trong năm, sẽ là ngày tháng, sẽ là tuổi trẻ của con người, sẽ là độ tuổi của con người. Thế nên từ cái nội dung của ba câu này, người viết đã nghĩ ra cái ý tưởng đề cập tới thời gian, tuổi trẻ và ước mơ. Bởi vì đề bài này là bàn luận về ước mơ. Đó, được chưa ạ? Còn với những đề bài khác thì các em có thể linh hoạt biến đổi, thay đổi cái vấn đề đi, thay đổi cái từ ngữ đi để nó phù hợp với đề bài khác. Đó, thì lặp lại cái từ thời gian này, lặp lại cái từ tuổi trẻ và lặp lại cái từ mơ ước trong chuỗi những câu văn này để tạo ra sự liên kết dẫn dắt từ câu thơ của Xuân Quỳnh rồi đến với vấn đề về ước mơ của tuổi trẻ. Em hình dung ra chưa ạ? Nhá. Vậy bây giờ chúng mình hãy thử thực hành luôn. Các bạn viết ra giấy nhỉ? Em đừng viết luôn vào trong cái phần chúng ta đang viết mà các bạn chuẩn bị một tờ giấy giúp cho chị. Em sẽ viết cái phần mở bài của mình đối với đề bài lấy ví dụ trong bài học ngày hôm nay và sử dụng một trong hai cái nhận định kia. Được không ạ? Hoặc không thì nếu như các em có nhận định nào khác thì các em cũng có thể sử dụng. Nhưng ở đây là chúng ta thực hành cách viết mở bài đi từ nhận định. Nhá, được chưa? Chúng mình sẽ có 10 phút và rất thoải mái rồi đấy. Thì các em sẽ sử dụng nhận định để viết cái phần mở bài. Em chỉ chiếu lại đề bài nhá. Chiếu lại đề bài ví dụ đây. Đó, được chưa nào? 10 phút nhá, viết ra giấy. Không cần bị chép lại đề nhá. Và chúng mình sẽ viết đi từ nhận định hay mà đi từ trích dẫn, đi từ nhận định. Có thể là câu hát cũng được nha. Em viết tới bài hát nào hay câu hát nào về tuổi trẻ hay là liên quan về vấn đề này, em cũng có thể bắt đầu từ cái câu hát đó.